Chào các bạn, trong tutorial hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chèn subtitle cho một cái video mà sử dụng cái chức năng transcript của Premiere Pro. Và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách export cái subtitle ra ha, để chúng ta có thể gắn vào video của mình hoặc là upload lên YouTube. Thì ở đây thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào trong Premiere Pro, và trước khi bắt đầu thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm những nội dung mới và những cái file thực hành, những cái file project, những cái plugin software mình sử dụng trong các cái bài tutorial thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rồi thì bây giờ trong Premiere Pro mình sẽ import vào cái video của mình. Và ở đây thì video này là một video mà sẽ có một cái đoạn đối thoại, một đoạn một người phụ nữ nói chuyện ha. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái sequence với cái video của mình, và các bạn hãy cùng nghe thử cái đoạn nói chuyện của cái người phụ nữ này ha. You're hired. Two words everybody loves to hear. But before we hear these words comes the interview. Rồi vậy thì bây giờ với một cái video mà chúng ta có lời thoại như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng transcript của Premiere Pro để chúng ta sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của Premiere Pro để cho nó tự động nó dịch cái lời nói của người ở trong video thành ra những cái text, được chưa? Những cái subtitle cho chúng ta mà chúng ta không cần phải tự mình đánh vào. Thế thì để thực hiện việc này thì mình sẽ vào Windows, mình mở cửa sổ text lên ha. Rồi thì khi mình mở cửa sổ text lên thì ở bên phần ở trong cái cửa sổ này chúng ta sẽ có cái nút Transcript Sequence. Thì đây là cái nút mà nó sẽ thực hiện cái việc transcript, dịch cái lời nói thành ra cái text cho mình. Thì ở đây đơn giản là chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút này. Và trong đây thì nó sẽ có một số cái option, ví dụ như trong phần audio analysis thì chúng ta nó sẽ hỏi chúng ta là muốn sử dụng cái kênh audio nào, hoặc là chúng ta muốn dùng cái mix, tức là nó sẽ trộn tất cả các kênh lại. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái mix ha. Về cái thứ hai là language thì chúng ta sẽ sử dụng English, tại vì cô này cô nói tiếng Anh đúng không? Và ở đây thì có một số cái ngôn ngữ mà nó hỗ trợ, thì nếu mà ngôn ngữ đó mà Premiere Pro nó hỗ trợ thì nó sẽ giúp chúng ta dịch ra. Và những phần còn lại thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm, chúng ta sẽ bấm vào cái nút transcript ở đây. Và chúng ta sẽ đợi cho cái Premiere Pro nó thực hiện transcript cái video của chúng ta. Rồi thì bây giờ thì Premiere Pro nó đã thực hiện transcript xong cái video của chúng ta, và ở đây thì các bạn sẽ thấy cái kết quả mà phần mềm nó transcript, nó dịch ra từ cái tiếng nói thành ra cái text, được chưa? Rồi thì sau khi mà chúng ta đã có những cái nội dung của cái đoạn nói chuyện ở trong cái video của mình thì chúng ta có thể bấm vào cái nút Create Caption ở đây để mà chúng ta yêu cầu phần mềm nó sẽ tạo tự động cho chúng ta các cái subtitle, các cái caption để chúng ta chèn vào trong video. Thế thì ở trong cái phần Create Caption này thì chúng ta có thể chọn được một số cái thông số. Cái thứ nhất là những cái phần format và style, nếu mà các bạn muốn lựa chọn các cái định dạng format khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn cái độ dài tối đa về chữ cái trong một cái đoạn, trong một cái câu caption của mình là bao nhiêu, hiện tại là 42 đúng không? Và cái độ dài tối thiểu của một cái caption thì hiện tại là 3 giây. Nếu mà các bạn muốn nó lâu hơn thì các bạn có thể kéo thay đổi nó, được chưa? Và cái khoảng cách giữa hai cái caption liên tục thì nếu mà bạn muốn giữa hai cái đoạn caption nó phải có một đoạn nghỉ thì chúng ta có thể tăng lên, thì đây là số frame ha, chúng ta muốn cách nó cách bao nhiêu frame thì chúng ta sẽ thay đổi ở đây. Rồi và cuối cùng là trong cái phần like dưới đây thì chúng ta muốn cái caption chúng ta nó là một cái câu câu đơn hoặc là một cái câu xuống hàng, có xuống hàng.
thì chúng ta check vào single hoặc là double. Thì ở đây mình sẽ check vào double ha. Và sau khi mình đã tùy chỉnh các cái thông số này xong thì chúng ta sẽ bấm vào nút create, thì nó sẽ tự động nó tạo cho chúng ta các cái subtitle, các cái caption. Và các bạn thấy ở đây là chính là những caption của chúng ta ha. Và như vậy thì nếu mà chúng ta nghe để chúng ta kiểm tra xem là nó có khớp với nhau hay không. Interviewing for a new job can be a huge source of stress and anxiety. And if you're interviewing for a job in a non-native language, the stress can be even higher. In this video, Thì các bạn thấy là nó cũng transcript khá là chính xác. Và nếu mà trong trường hợp mà bạn thấy nó có những cái một cái lỗi gì đó thì các bạn có thể đánh vào và chỉnh sửa lại cái câu đó, chẳng hạn như các bạn thấy nó viết sai một cái chữ gì đó thì các bạn có thể select cái caption ở cái đoạn đó và các bạn đánh vào, các bạn chỉnh sửa các cái chữ cái hoặc là các cái câu ở trong đó ha. Rồi thế thì sau khi mà hoàn thành cái việc này rồi thì chúng ta đã có thể sẵn sàng export cái video của chúng ta ra và đi kèm với cái subtitle và cái caption. Thì ở đây mình sẽ mình sẽ giới hạn cái đoạn video của mình lại, đoạn PowerPoint ở ngay cái điểm kết thúc, và sau đó thì mình sẽ export cái video này. Thì trong cái cửa sổ export setting mình sẽ chọn cái định dạng đúng không? Ví dụ ở đây là H264. Thì sau khi mình chọn định dạng xong, mình sẽ chọn một cái đường dẫn để chúng ta export cái video này. Mình chọn là transcript video with caption. Sau khi mình chọn đường dẫn và đặt tên xong thì ở trong phần setting ở phía dưới của cái H264 thì các bạn sẽ có cái phần cái tab caption, chúng ta bấm vào đây. Thì ở trong cái caption này chúng ta sẽ có cái export option. Đây chính là cái cách mà chúng ta muốn export cái caption, cái subtitle của mình ra. Thì nó sẽ có hai loại. Cái thứ nhất là gray sidecar file, tức là nó sẽ tạo chúng ta một cái file riêng nằm ở một cái file riêng, nó không có ghi đè lên cái video gốc của mình. Và cái thứ hai là burn caption into video, tức là nó sẽ ghi đè cái caption, cái subtitle lên trên cái video của mình luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử cách là gray sidecar file và mình sẽ export. Rồi thì bây giờ thì Premiere Pro nó đã export xong cái video của mình ha. Thì bây giờ các bạn đến cái folder mà các bạn export cái file thì các bạn sẽ thấy là cái video của chúng ta đây ha. Đúng, chúng ta vừa mới export xong. Và bên cạnh đó nó sẽ export cho chúng ta một cái file caption, là cái đuôi là SRT ha. Và bây giờ ví dụ bạn dùng VLC chẳng hạn, được chưa? Để bạn chạy cái You're file video của hired. mình. Two words everybody Thì loves to hear. But before we hear these, bạn sẽ thấy là cái subtitle của chúng ta nó sẽ được ghi lên đây. Rồi, thế thì ở đây thì nếu mà chúng ta upload lên YouTube chẳng hạn thì chúng ta mình sẽ upload cái file gốc của mình, được chưa? Và khi mà chúng ta upload lên YouTube thì chúng ta sẽ ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa một số cái thông tin. Mình sẽ chọn cái ngôn ngữ là tiếng Anh đúng không? Và sẽ upload cái file này lên. Rồi thì bây giờ mình đã upload lên YouTube ha, và các bạn có thể vào edit cái video của các bạn khi mà các bạn đã upload xong. Chúng ta vào phần edit
Và ở đây thì ở phía bên trái thì chúng ta sẽ có cái tab subtitle và các bạn bấm vào đây. Thì trong cái tab subtitle này vì mình đã quy định cái ngôn ngữ của cái video này là tiếng Anh đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần subtitle phía bên đây, nó có cái nút S, chúng ta bấm vào cái nút S này. Và trong đây thì nó sẽ có cái chức năng option là upload file và chúng ta bấm vào đây. Chúng ta sẽ lựa chọn cái file SAT mà chúng ta vừa mới export từ Premiere Pro. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái subtitle của chúng ta được chèn vào trong video ha. Và nó sẽ tương ứng với cái thumbnail mà chúng ta đã có ở trong Premiere Pro được chưa? Rồi, và khi mà chúng ta đã hoàn thành xong thì mình sẽ bấm vào cái nút Publish để nó đưa cái subtitle vào trong cái video của mình. Thì đó là cái cách mà các bạn sẽ chèn một cái subtitle vào cái video của chúng ta. You're hired. Và khi mà các bạn chạy cái video thì nó sẽ có cái nút CC này nó sẽ sáng lên và chúng ta bật cái nút CC này lên thì chúng ta sẽ có cái subtitle và có cái caption mà chúng ta đã chuẩn bị. Rồi thì đây là một cái tutorial ngắn để giới thiệu cho các bạn cái chức năng transcript của Premiere Pro. Nó sẽ giúp chúng ta phiên dịch từ cái tiếng nói thành text. Và đây là một cái chức năng rất là hay để mà giúp chúng ta tự động tạo ra các subtitle cho mình, cho cái video của mình. Thì hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn trong cái quá trình các bạn dựng video. Một lần nữa thì rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, share, subscribe để mình có thêm động lực xây dựng thêm những nội dung mới cho các bạn. Và tất cả những file thực hành, những cái plugin, software, những cái tài nguyên mình sử dụng trong các bài tutorial thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.